Lionel Messi lên kế hoạch rời Inter Miami. Siêu sao người Argentina dự định sẽ nói lời chia tay Inter Miami vào năm 2025 để trở lại quê nhà khoác áo đội bóng thuộc ấu thơ Newell Old Lionel Messi mới chỉ gia nhập Inter Miami cách đây 3 tháng sau khi rời Paris Saint-Germain theo dạng chuyển nhượng tự do. Mặc dù vậy, tiền đạo 36 tuổi đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai sau khi kết thúc thời gian chơi bóng trên đất Mỹ. Tờ Ed National tiết lộ, Messi sẽ trở về Argentina để đầu quân cho câu lạc bộ thời thơ ấu Old Oboy. Đây là đội bóng đầu tiên Messi gia nhập khi 16 tuổi. Trải qua 5 năm ăn tập ở Old Oboy, anh quyết định chuyển sang Barcelona. Messi cũng muốn tôn trọng hợp đồng đã ký với David Beckham cũng như Inter Miami. Thế nên, anh sẽ chỉ rời đi vào năm 2025. Nguồn tin gần gũi Messi tiết lộ, nhà vô địch World Cup 2022 dự định sẽ treo giày tại Old Oboy. Còn nhớ hồi năm 2018, Messi từng tiết lộ trước giới truyền thông, nếu quay lại Argentina, tôi muốn chơi ít nhất 6 tháng hoặc vài trận ở Newell. Khi còn nhỏ, tôi ước mơ được thi đấu tại Colossus. Tôi có gia đình và các con nhỏ nên muốn chung lớn lên ở một nơi yên tĩnh, tận hưởng cuộc sống an toàn.